Ok, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Coco Gaming đây. Và hôm nay là tập thứ tư của Minecraft sinh tồn 1.21. Ở tập trước á, thì mình có xây dựng cho mình một cái con nhà màu hồng như thế này. Và một cái trang trí lại bên trong hết trơn rồi. Với lại là nhìn nó cũng được thôi. Nói chung là cũng không hẳn gọi là đẹp lắm. Tại vì lần đầu thì mình xây như kiểu thế này đó. Bên trong thì mình chỉ nội thất bình thường thôi. Còn trên này ấy, thì sau này thì chúng ta có rất là nhiều đồ á, thì mình sẽ trang trí lại. Còn ngoài đây thì sau này mình sẽ xây ở đây một cái chuồng và một bên là sẽ trồng trọt cái thứ. Và mọi người thích video này của mình thì các bạn đừng quên cho mình xin một like và một cái kênh ủng hộ mình nha. Và cho tập ngày hôm nay thì mình sẽ thuần phục cái con tattoo gì đó. Cái con đó được gọi là tattoo nha mọi người nha. Mình có tìm hiểu trên mạng á. Thường thì nó sẽ có cái tên gọi là Armadillo đúng không? Thì cái tên của nó là Armadillo thì đúng rồi. Và cái tên tắt của nó được gọi là Tattoo. Cái con này á thì mình nghe nói là một cái tìm hiểu trên mạng là nó kêu mình thuần phục nó bằng cái mắt nhện. Và sau khi mình thuộc được nó là cứ mỗi con nhện spam bolt ở chỗ này á, nhện hang hay là nhện thường á, tiếp cận gần nó thì mấy con nhện nó sẽ chạy nha. Và nó cũng giống như cái con Ripper nó sợ cái con mèo vậy đó. Ồ, mình thấy cái này cũng hay ha. Vậy là trời tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi săn mấy con nhện rồi chúng ta sẽ tìm mắt nhện nha. Và bắt nó về nhà thôi. Trước tiên thì mình cần phải làm cho mình một cái chuồng nữa đã. Một cái chuồng màu hồng đi. Hiện tại mình cũng còn hàng rào cái thứ này. Để mình lấy hết số gỗ ra để chúng ta làm. Đây. Mình đang khá là phân vân để chúng ta xây cái chuồng ở chỗ nào ta. Chỗ này thấy hợp lý nhất nè. Ở chỗ này đi. Cái chuồng thì mình xây cũng cơ bản thôi. Đây. Mình sẽ đánh xây cho nó trước như thế này nha. Rồi mình sẽ trang trí lại. Và mình không biết là có đẹp hay không. Nhưng mà cứ nhỏ như thế này thôi. Mà cái tập sau thì mình sẽ làm cho mình máy farm sắt hoặc là máy farm kinh nghiệm. Không biết nữa. Hên xui. Rồi chúng ta cũng cần đồ nâng cấp cái thứ nữa. Thôi thì tập sau thì chúng ta sẽ cứ nâng cấp cho mình cái máy farm kinh nghiệm đi. Để mình còn làm bài enchant cái thứ nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái chuồng và trang trí lại nha. Hiện tại thì mình lại xây như thế này đúng không? Thì trước hết thì chúng ta sẽ đặt mấy cái khối này lên nè. Đó. Mình không biết là đẹp không nữa nhưng mà từ từ đã. Bốn góc như thế này ư? Tương tự bên này sao? Ồ, vậy cũng được. À, như vậy đi. Mình định trang trí như kiểu gọi là mình nghĩ như vậy là bình thường thôi. Và mình nghĩ là chúng ta cần trồng cho mình một cái cây nữa ngay tại chỗ đó luôn. Nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là hai cái cây đi. Mình sẽ trồng ở chỗ này một cái cây nhé. Để một cái cây cho nó sát sát lại thôi. Và mình không biết là nó mọc ở hướng nào nữa. Để mình trồng hướng này. Và bên đây một cây nữa. Đó. Nó sẽ mọc vô trong thì cũng được. Mình có thể trồng ở đây một cây nữa cũng được á. Để mình vô mình lấy thêm một hai cây nữa. Mình trồng bốn góc cho nó đẹp ha. Rồi, let's go thôi. Mình có một ít đất này. Sẵn tiện thì mình lắp lại cái khu này luôn. Cho nó đẹp tí. Nhìn nó hơi sần sùi một tí nên mà cũng hơi xấu. Để tôi xây cái này rồi cho nó đẹp đẹp xíu nào. Rồi. Và mình không biết là các bạn có thích cái series này hay không nữa. Tại vì mình cũng muốn làm lâu dài á. Và các bạn mà thích series này thì mình sẽ làm lâu dài cho mọi người xem nhé. Ây da. Rồi. Vậy là xong. Cái chỗ này là được. Tạm thời là đẹp rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ cần đợi đến trời tối thôi. Thì chúng ta sẽ đi săn vài con nhện để chúng ta lấy mắt nhện nha. Mình dự định chúng ta sẽ trồng ở đây một cái cây nữa. Để cho nó có cái không khí trước nhà. Với lại là sắp tới á. Thì cái máy farm của mình nó sẽ nằm ở cái hướng bên này nè. Bên này nó có cái biển đó. Mình thấy cũng hợp lý. Với lại là xung quanh mình cũng có vài cái hang nữa.
Ồ, mình cần đi mai cũng gọi là số lượng kim cương khá là nhiều. Sẵn tiện thì bây giờ thì mình sẽ chế tạo cho mình một cái chắc quần kim cương luôn ha. Trước tiên thì bấm này ra đi. Mũ nè, ủng, sau đó là cái quần kim cương. Vậy là chúng ta đã có một bộ kim cương rồi, đầy đủ. Còn cái nào dư thì mình sẽ bỏ vô trong đây nha. Vậy là xong. Mình trang trí gì cũng tạm được thôi, không có đến vấn đề gì lắm. Kim cương bỏ đây đi. Vậy là xong rồi mọi người ơi. Căn nhà của mình đã hoàn thành. Và một cái nơi để chúng ta chăn nuôi động vật. Cái chuồng này mình ưu tiên cho con tatu trước nha. Cái con tatu hay tatu gì đó, hình như là tatu thì phải. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bển và chờ đến trời tối thôi. Mình cần phải chế tạo thật là nhiều đuốc nữa. Đường đi cũng khá là xa. Còn không thì mình mang theo cái giường theo để chúng ta đi ngủ ngoài đó luôn cho nó sáng lại. Chăn nhện xong thì mình sẽ ngủ. Mình cần một ít than này và một ít gỗ. Rồi, ok. Làm hết đống đuốc rồi luôn. Cũng hơi nhiều á. Rồi, ok. Đặt cố thôi. Ô, con ngựa mình đâu rồi? Đây, 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 đây. Ở đây thì mình thấy một con này. Mình cần là hai con cơ. Để mình kiếm xung quanh còn con nào nữa không nha. Đây rồi, đây một con đó này, là hai con. Mình đang thắc mắc là cái con này kích thước nó đã lớn chưa hay nữa, tại vì mình cũng chưa biết là nó có lớn hay không á. Thường thường mình nhớ là tattoo nó sẽ kiểu như to lắm rồi ta, sao cái nhỏ xíu vậy? Hay là trong Minecraft nó như thế này thôi, đúng không? Mình nghĩ là như vậy đó. Rồi trời cũng đã gần tối rồi đó, thì theo như mình nghĩ là chúng ta sẽ đi săn vài con nhện, nên là mình mới nâng cấp giáp mình lên nè, cho nó an toàn lên. Chứ chơi siêu khó phải cẩn thận hơn các bạn ơi. Không biết là có mối nguy hiểm gì hay không nữa. Mình vô đây mình có ít than này mình đào luôn. Ồ, cái hang này không có gì hết. Không có một cái gì luôn. Hello. Không có gì luôn thiệt á. Rồi, vậy là không sao. Trời gần tối rồi, để chúng ta chờ nó spawn bone ra thôi. Mình có thể làm cho mình cái máy xây dựng gọi là kinh nghiệm á. Mình lên đó mình xây bếp farm cũng được nữa. Mắc nhện cũng có trên đó nhiều lắm á. Tại vì giết với con phù thủy là sẽ có thôi. Rồi trời tối rồi. Mình sẽ cắm đây một cây đuốc để chúng ta đánh dấu vị trí của con tatu này nha. Con tatu chứ, con tatu ạ. À. Tức là tatu thôi chứ không phải tatu nha. Rồi để mình xung quanh mình quan sát coi. Nhện ơi mày đâu rồi? Hình như mấy con nhện rất là sợ mấy con tatu này nha. Tôi cũng chả biết tại sao nữa. Nhưng mà tôi đọc trên mạng tôi thấy vậy đó. Nó ảo thật đấy. Đây rồi, có con nhện nè. Rồi mình sẽ giết nó để chúng nó lấy mắt nhện nha. Mình cần hai con mắt nhện thôi là được rồi. Rồi, chúng ta đã có một con mắt. Vậy là tìm thêm một con nữa nào. Mình có thể cầm cái này trên tay để con tatu đi theo mình cũng được á. Như là cái mắt nhện có là thức ăn của nó hay sao á. Tôi không biết là nguyên nhân gì mà không biết là ngoài đời cái con tatu nó có sợ con nhện hay không nữa. Đây rồi, để mình qua đây con, mắc nhện này con. Đó. Đi con. Ủa alo. À mình đi bộ nó mới đi. Mình đi bộ nó mới đi nha, chứ mình đi nhanh quá là nó sẽ không đi theo đâu. Đây, mình đi nhanh được không? Đó, mình chạy, mình chạy. Mình chạy nước rút á là nó sẽ kiểu như là nó sợ mình. Mình đi ngựa không có được. Thôi mà giờ mình cất con ngựa nha. Thôi để ngựa đi cũng được. Đi 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 đi. Mình đi chậm như thế này thì nó mới đi theo mình nè. Nó vừa ra các bạn cho mình á. Mà đi cũng khá chậm nữa. Trời đất ơi. Rồi bao giờ mình dắt nó về tới nhà đây? Cũng may là nó cái khu rừng này gần nhà mình đấy chứ, nhưng mà đi xa thấy bà luôn. Bên đây có một con nữa, sẵn tiện thì mình dắt nó qua đây luôn. Ồ. Đi thôi. Con này đi hơi chậm nha. Ok, khi nào mình thấy gần tới nhà thì mình sẽ cho mọi người xem nhé, chứ chơi kiểu này hơi lâu á mọi người à. Ủa, con nhện sợ thiệt kìa. Con nhện nó sợ thiệt. Con nhện nó sợ thiệt nha.
Ôi, ở đây mình thấy chỉ có hai con này thôi á. Con nhện, nhện. Nó chạy nè, nó chạy nè, nó chạy nè. Ra đây, ra đây. Ôi, nó hết sợ rồi. Phải. Tạt con zombie, tất cả tạt con zombie. Ơi ơi, tí nữa mình ăn chạy rồi. Ô, nó chạy hết luôn kìa. Tại con zombie rồi nè. Nó đi nhanh quá nên nó con tattoo nó sẽ sợ. Chứ con tattoo nó sẽ không sợ con nhện nha. Đây nó chạy hết, nó chạy nè. Mày cương không? Trời ơi chết đi. Dạ hơi nhiều nha. Thôi săn vài con về nhà cũng được. Rồi. Ok. Thôi được rồi, đi rồi, đi được rồi. Giá như trong đây thì con tattoo nó có trị giá. Ê, nó có cái giá trị gọi là nó làm cho con skeleton sợ nó thì hay mấy. Skeleton thì trong đây nó sợ con sói. Trong đây thì con nhện bây giờ thì nó đã sợ con tattoo, con tattoo này rồi. Con mèo á thì nó sẽ khiến cho con Reaper sợ. Ồ. Đây có một con này, đây có một con này. Mình sẽ dắt hai con lại gần tới nhau luôn. Đừng có lại đây. Chạy liền. Chạy sao được mà chạy. Trời ơi. Đi đây con ơi. Trời ơi. Chết. Ok. Đi. Mình cần phải dắt hai bé này về nhà mới được. Cái con tato này nó vừa làm rơi cái vảy này nè. Và mình không biết cái vảy này nó có tác dụng gì nữa. Thôi mình cứ đem về nhà trước. Trước tiên là như vậy. Đi về thôi hai con ơi. Ừ, mình có thể chỉ ngủ cũng được mà. Mình đã đủ rồi mà. Ủa, nhện rồi, mình ngủ đi. Ok. Rồi đi thôi con ơi, hai đứa đi theo nào. Rồi, trời sáng thì bọn zombie biến mất tiêu rồi. Mình đi ngựa thì sẽ không dắt được hai con này về nha. Theo như mình nghĩ đây là hai cái con to nhất rồi. Mình vẫn chưa thấy cái con phát triển như thế nào nữa. Hay là mình phải nuôi từ từ ta. Tôi cũng chưa biết nữa. Nuôi từ từ thì tôi chưa biết nha. Tại vì tôi chưa thử. Đây là lần đầu tiên tôi nuôi con này luôn á. Ôi ơi con tattoo. Có con skeleton trước mặt. Ra đây bị cháy á, đừng có ra. Cái con skeleton nó làm cho hai con này sợ các bạn ơi. Mình đi xung quanh nha, mình chỉ thấy hai con này thôi à, chứ không thấy con nào nữa. Có đúng hai con luôn. Chỉ duy nhất cái biome này có hay sao ấy. Theo như mình nghĩ là như thế. Với lại mình nghe nói là trong Minecraft 1.21 á, là nó có thêm giáp sói này. Với lại nhiều con sói khác nữa. Mình nghĩ là cũng khá là ok đó. Con kia đi chậm quá nha, đi chậm quá nha, let's go nào. Ấy. Mình phải nói là hai con này đúng dễ thương luôn á. Nhìn cái đầu như là con chuột á. Cái đầu của con chuột á. Các bạn nhìn đi. Trời ơi, nó dễ thương kìa. Ôi ôi nó dễ thương cực. Đúng dễ thương luôn á. Ok. Mình gần vừa tới nhà rồi. Mình đi như vậy cũng hơi lâu á nha, không phải nhanh đâu. Nếu như cái biome này nó xa quá thì chắc mình đi cũng hơi cực á. Tại vì con này nó sợ mình chạy nước rút á, nó sẽ kiểu như là mình làm cho nó hoảng sợ thì nó sẽ kiểu như là nó chui vào cái vỏ của nó. Nó như là cái con rùa á, các bạn biết không? Kiểu sợ quá nó sẽ kiểu như là nó chui vào trong rồi nó núp á, hoặc là cái vỏ ốc hay gì đó. Này nhìn nè, đó. Ôi. Mà nhìn cái phần lưng của nó thì nó lại giống cái con sniffer nhờ. Nó hình vuông á. Nhìn nó kiểu giống hơi sniffer xíu thôi, hơi giống thôi. Nhưng mà con sniffer to hơn. Còn con tattoo này thì nó nhỏ xíu à. Không, cái này mình tôi chưa biết nha. Tôi chưa biết cái con nào trưởng thành chưa nữa. Có thể con này là con
trưởng thành nhất rồi, cũng có thể là chưa trưởng thành. Giờ về nhà nuôi nó đã mình mới biết chứ. Nếu như á mình cho hai con này ăn với nhau đúng không, mà nó sinh ra một cái con khác á, thì mình nghĩ đây là hai cái con gọi trưởng thành nhất rồi, hai con to nhất rồi. Ừ, lúc đầu thì Mojang có thêm vào trong Minecraft 1.21, nhưng mà theo như mình là nghĩ là hai cái con này được thêm vô rất là lâu rồi, mà mình nghĩ là nó sẽ to y chang lại cái con Sniffer chứ. Nhưng mà mình phát hiện được nó mới ngày đây thôi, nhìn nhỏ xíu à, nhìn cũng cưng phết. À, nó đi theo đàn luôn nè. Mình bắt được hai con về nhà rồi. Trời ơi, đi rất là chậm luôn nha, chậm cực luôn á. Nó đi nó còn thua con gà nữa. Con gà đi nhanh hơn. Rồi, địch cô thôi. Mình tới nơi rồi. Nhìn mắc cười chứ. Như là đang có cái container nó đi đến vậy á. Mình thấy không? Nó đi thẳng hàng không? Đúng thẳng hàng luôn. Nhìn dễ thương thật sự á. Rồi, tới nhà rồi con ơi. Tới đây, tới đây. Rồi, vô đây. Nó chui vừa, nó chui rồi. Xong, mình đã hoàn thành bắt được hai con rồi. Cho ăn này. Ồ, vậy là hai con này lớn nhất rồi đó. Ui, cái gì mà trời. Ui, không tin được luôn á. Các bạn nhìn này, gia đình tattoo. Trời ơi, dễ thương không? Cú té trời. Ui ôi, cái con tattoo này. Ui. Đây là con to nhất rồi đó. Giờ tôi mới biết được nè. Giờ tôi biết đó là con to nhất rồi. Trời ơi, chứ nãy giờ tôi tưởng là con này nhỏ nhất rồi chứ. Nhưng mà tattoo gì mà nhỏ vậy ta? Tôi không biết là con tattoo nó to hay nhỏ nữa, nên giờ tôi biết là nó to như vậy là đủ rồi đó. Vậy là bây giờ thì nhà mình đã có sinh vật mới, và mình cần phải đi khám phá một cái khu vực mới, đó chính là Minecraft 1.21. Và cái biome đó nó nằm ở dưới hang nha. Đó chính là cái công trình được mới thêm vô á. Và chúng ta đánh bại thần gió nữa. Ok, trước hết thì bây giờ thì mình cần phải đi xuống hang để chúng ta đi mai. Và đến khi chúng ta tìm được cái hang động đó thì hên xui thôi. Và mình không biết là có tìm được hay không nữa. Nhưng bây giờ thì chúng ta dắt con ngựa về nhà cái đã. Cái con ngựa mình bỏ bên đó luôn rồi. Trời ơi, mình thấy là trong cái tập ngày hôm nay á, thì mình sẽ săn vài con mod đi ha. Trong khu rừng này nó có rất là nhiều mấy con bò, cừu và heo nữa. Mình không thể nào bỏ lỡ được. Mình xin lỗi mấy anh này rất là nhiều nha. Rồi mình săn để chúng ta làm thức ăn thôi. Cừu thì mình không biết được, thôi giết luôn đi. Rồi, ok, tuyệt vời. Ok. Rồi, ok luôn. Mình không biết là cái sinh tồn này á, các bạn có muốn mình thêm ai vô chơi không ta? Kiểu mình thêm vô mình chơi chung á. Không biết là có nên hay không nữa, tại vì nhiều bạn chắc cũng không thích đâu. Thích mình chơi một mình hơn đúng không? Một mình chơi nó sẽ chill hơn. Còn mình chơi với bạn bè thì mình sẽ chơi sẽ kiểu như là cãi lộn nè, chửi nhau nè, đánh nhau nè, đập nhau nè, phá nhau nè, giết nhau nè, đủ thứ chuyện hết. Đó. Nhưng mà nó vui hơn. Ok. Tự nhiên mình giết mấy con động vật này mình thấy thương nó quá à. Nhưng không sao, mình thương cái bụng mình trước. Rồi, bây giờ chúng ta lấy ít mía về nhà luôn. Xong tiện là chúng ta sẽ đi ma tiếp nha. Mình sẽ đi ma đến khi nào mà mình tìm được cái hang đó thì thôi. Và không biết tìm được hay không nữa. Còn không thì tập sau thì mình sẽ xây dựng cho mình cái máy farm kinh nghiệm để chúng ta nâng cấp độ lên. Tập này thì chúng ta cần phải tìm cho mình đủ thứ da đã. Hoặc là đi xuống địa ngục để chúng ta tìm cho mình cái fortress. Sau đó là cái bastion để chúng ta trao đổi vàng và lấy mắt ender thôi. Chiếc con rồng sớm càng tốt. Và mình nghĩ là như thế. Có nhiều kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có thể đi xuống cái hang động nó dễ dàng hơn. Mình không biết là cái thần gió đó có mạnh hay không, bởi vì cái biome mới này hoặc là cái công trình mới này á, nó cực kỳ gọi là hay luôn á. Mình thấy nó cũng thú vị phết. Và mình hy vọng là sau này Minecraft được cập nhật thêm nữa, hoặc là Mojang á có thể cập nhật thêm nhiều thứ hay hơn. Nói chung là sao ta, tóm lại là mình chỉ hy vọng là mọi thứ được tốt đẹp hơn thôi. Minecraft ngày càng cập nhật được những thứ tốt đẹp hơn, với lại là mình thấy mới mẻ hơn á. Và mình không biết là có thêm boss mới hay không nữa, nhưng mà chắc là có. Nói chung là sau này sẽ có thêm boss mới thôi. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà mình ngủ.
Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm cái hang bên kia cho nó đi mai nha. Cái hang đó thì chắc là mình chưa đi mai hết đâu, còn nhiều lắm. Rồi đi ngủ cái thôi. Rồi ngủ. Để mình nung ít thức ăn đã, rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá. Thế rồi, bây giờ thì ôi, cái con nhận được enchant này. Mình giết nó luôn nha. Rồi xong. Mình định nung qua lại cái hang bên này để mình đi mai nè. Nhưng mà nhà mình có một cái hang chỗ này nữa. Thôi, tí mình xuống cái hang này đi mai cũng được, không sao hết. Ý da, xong. Và mình nghĩ là sau này chắc là mình thấy là nó cũng là một cái gì đó rất là vi diệu nha. Tại vì mình nghĩ là lúc đầu đó là cái con sói với lại cái con sói nha. Cái con sói thì nó sẽ, mấy con ma xương nó sẽ sợ. Nhưng về sau thì con Ripper nó sẽ sợ con mèo. Bây giờ thì là con Tattoo, đúng không? Tattoo thì sẽ khiến cho con nhện nó sợ. Ôi dồi ôi. Và mình không biết là sau này zombie nó có sợ con gì hay không nữa. Zombie thì chắc là không đâu ha. Tại vì mình có coi rất là nhiều bộ siêu zombie rồi, nó không có thể sợ con gì hết. Nó thấy là nó tấn công à. Còn cái này là hên xui thôi. Là đẻ ra thêm một cái vảy nữa. Cái vảy này thì mình vẫn chưa tìm hiểu được nha. Bạn nào mà biết cái vảy này nó có tác dụng gì á thì bình luận phía dưới giúp mình nha. Mình không biết là cái vảy có tác dụng gì nữa. Thôi, để mình vô mình cất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Rồi, trước nhà mình có một cái hang này. Cái biome này, cái seed này rất là đẹp luôn á. Cái seed này lần đầu tiên mình tạo ra được luôn mọi người. Nguyên vùng đồng bằng lớn luôn. Cái khu này sau này mình xây dựng cũng hơi ok đó nha. Mà trước tiên, mình có xô nước. Để mình trồng ít mía đã, mình đi xong. Ok, vậy là xong. Mình lại, mình mang rất là nhiều đuốc nữa. Không sao. Woo. Cái gì vậy ta? Cái gì bên dưới vậy? Một cái khu anh tím. Ôi, một cái công trình mới. Công trình mới gần nhà mình luôn. Công trình mới. Từ từ nha. Từ từ bình tĩnh. Ôi. Vãi à. Đây là tầng bao nhiêu ta? Để mình coi coi. Đây là tầng 10, âm 15 mà. Ui cái hang này đẹp ghê ta. Nó xuống thẳng tới tầng âm 15 luôn. Wow. Khu này mình nghĩ chắc là rộng lắm đây. Mình nghĩ là để dành cho tập sau đi. Tập này thì mình qua tới đây thôi ha. Tập sau thì mình sẽ xuống đi khám phá mọi người à. Trời ơi. Cái con skeleton này nó bắn, mỗi lần nó bắn mình một cái là nó cho mình dính cái mũi tên vô con mắt luôn ạ. Ok. Cho tập ngày hôm nay thì mình sẽ nuôi Tattoo với lại là sẽ bắt một ít thôi. Tập sau thì mình sẽ quay dài hơn. Ok, mình sẽ để dành cho tập sau nha. Còn bây giờ thì tại vì mọi người nha, mỗi công trình mới mình tìm được rồi này. Mình không biết là bên dưới sẽ có cái gì cho mình nữa. Chắc là sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha.